phà Cát Lái để đi qua Nhân Trạch. Cho thuê không có ai thuê hết, rất là tùm nè, bị đập vỡ luôn nè đó. Không có một tín hiệu buôn bán. Sunny mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ rưỡi ngày 10 tháng 10 2024, Sunny đang ở Đồng Văn Cống. Những chiếc xe container nối đuôi nhau để về cảng Cát Lái anh chị, phà Cát Lái. Và nơi Sunny đang đứng đó là Thành Mỹ Lợi, quận 2. Bây giờ là thuộc thành phố Thủ Đức rồi. Thì nó gần ngã tư Mỹ Thủy anh chị, và cái hướng ngược lại là chúng ta về với lại phà Cát Lái để đi qua Nhân Trạch. Đây trước anh chị, cái bảng zoom lại đó, phà Cát Lái, cảng Tân Cảng Cát Lái, nút giao thông Mỹ Thủy, chợ Thạnh Mỹ Lợi. Và với video clip này, Sunny cũng muốn mời anh chị, cũng rất lâu rồi, cũng 6-7 tháng là Sunny không có đi lại cái khu vực Thạnh Mỹ Lợi này, một cái vùng ven năm xưa. Bây giờ thì Sunny sẽ đi vào một cái khu nhà mới, nhà cũ, khu tái định cư anh chị ha. Và tất nhiên đi đâu thì mình cũng ghé thăm cái chợ, chợ Thạnh Mỹ Lợi ngày hôm nay nó như thế nào. Đối với con đường này thì xe container chạy ngày đêm, đi về cảng nè, cảng Cát Lái nè, cảng lớn lắm. Thường thường mà lúc xưa đó, Sunny chạy xe gắn máy thì đi con đường này thì cũng đi về Vũng Tàu anh chị, đi qua phà rồi đi qua Nhân Trạch để về Vũng Tàu. Rồi, mời anh chị nha, cùng đi với Sunny. Thì đối với khu vực này thì một thời gian thì nó lên, nó được ví như là đảo Kim Cương. Một con đường có cái cầu để chúng ta đi qua cái hướng cầu Phú Mỹ để về Phú Mỹ Hưng, rồi có Đồng Văn Cống là con đường này để đi qua Nhân Trạch. Sau này có cầu Nhân Trạch nữa. Rồi nó có con đường Mai Chí Thọ từ hầm Thủ Thiêm, nên bà con đổ dồn về đây để kinh doanh bất động sản. Nhưng mà bây giờ thì nó để lại những căn nhà chống quơ, chống quắt như thế này anh chị. Đây, những căn nhà chống quơ, chống quắt. Không có ai mua bán gì cả. Đây là những căn nhà mà có trụ hết rồi anh chị ha. Những căn nhà phần thô thôi, bên trong phần thô thôi anh chị. Tương lai thì có những cái dự thảo là đánh thuế tiêu thụ căn nhà có chủ quyền nhà thứ hai, nhà cho thuê mà đâu có ai thuê đâu. Đó là một, cũng là một phần cái cuộc sống Sài Gòn ngày hôm nay anh chị. Với nhà mà ở đây thì cũng khoảng là mười mấy tỷ một căn. Sunny thì không có rành đâu anh chị ha, Sunny tham khảo trên những cái trang mạng thôi. Một trệt, một lửng, hai lầu, một thượng.
đó. Thì đối với người có tiền mười mấy tỷ hoặc hai chục tỷ thì họ có rất là nhiều sự lựa chọn, họ đâu có bao giờ mà ở đây mà ngày đêm mà nghe chiếc xe tiếng còi xe xe container chạy rần rần như thế này đâu anh chị. Xe container nối đuôi nhau. Trống rác rến đầy hết, cho thuê không có ai thuê hết đó. Cả nửa năm rồi quay lại nó vẫn thế, nó chỉ có những cây cỏ tốt hơn thôi, nhà thì bắt đầu nó rêu lên rồi, đóng rêu lên rồi. Mà ngộ anh chị, nhà mà ở mà không có ai ở đến lúc nào đó thì nó sẽ xuống cấp. À, đây là ngay chỗ nút giao Mỹ Thủy, à, bên phải đi vào chợ, và ở đây là một cái chung cư tái định cư anh chị. À, đối với cái chung cư này tái định cư á, thì theo tham khảo trên những cái trang bất động sản thì giá của nó là khoảng là 1 tỷ 7 đến 1 tỷ 8, 66 đến 67 mét vuông, 2 phòng ngủ, 2 toilet. Đây là khu vực chung cư. Chung cư này cũ lắm rồi. Và những căn nhà phố và dọc ở con đường này thì bây giờ thì nó rất là hoang tàn, không có ai ở hết, cỏ mọc tùm nè. Đây những căn nhà hoang nè. Đó cũng là cái khu nhà của chung cư luôn anh chị. Kết cấu chung là chung cư. Mà cái khu vực này bỏ hoang lâu lắm rồi, từ trước dịch cúm đến giờ. À, nếu mà chúng ta đi lên cầu thì chúng ta sẽ đi cái hướng cầu là chúng ta về với lại Phà Cát Lái nha anh chị. Không biết là chia sẻ như thế nào, không biết nói như thế nào, chỉ biết là đi như thế này để cùng anh chị nhìn ngó thôi. Đây cái khu vực chung cư Thạnh Mỹ Lợi, đây là một cái khu tái định cư. Rồi mình đi một vòng nha anh chị ha.
đó. Thay vì là một cái siêu thị nhưng mà bây giờ những cái chỗ trống không có ai buôn bán kinh doanh hết, và đây rác đầy hết. Người vô gia cư người ta tới đây ở đó ngồi, người là ngồi nhậu. Cỏ nó mọc luôn kìa. Chú ý lên cầu, lên cầu và các lái nha. Những cái bạn chung cư nè, tái định cư ở trên thì cũng có người ở, mà ở dưới là gì đó, kiến bị đập vỡ luôn nè đó. Môi trường sống nè, những cái đống rác chất thải của con người. Xin đừng đổ rác, cảm ơn, nhưng mà rác không, rác đầy luôn. Khu tái định cư nó giống như là chung cư Nguyễn Thiện Thuật nữa gì, chung cư Minh Mạng rồi đó, nhưng mà bây giờ thì nó xây mới hơn thôi. Nhưng mà với giá khoảng tỷ 7 tỷ 8 đó. Bên đây cũng vậy, không biết là như thế nào mà kể cả bên kia thì mình nói là con đường nó rất là khó khăn trong cái vấn đề đi lại, tại vì xe container nhiều, nhưng ở đây nè cũng bỏ không. Nhà cửa thì rất là tùm nè. Ở đây thì nói chung là ở khu vực này nếu vậy cũng mất an ninh anh chị. Cây cối. Dọc ở đây những cái cây dây leo chằng chịt lắm. Rồi mình sẽ đi về cái hướng cái khu chợ nha anh chị ha. Quẹo vào một cái khu, đây là cái khu tái định cư. Xin lặp lại anh chị. Sau khi giải tỏa đền bù rồi người ta sẽ cấp đất ở đây mua bán kinh doanh. Với con đường này có con đường đi ra không ta? À đây có một con đường đi ra kìa.
Thì đối với từ đây mà đi vào trung tâm Sài Gòn khoảng hơn 10 km anh chị ha. Đây là con đường chính nè của khu dân cư. Và kia là con đường Đồng Văn Cống, bên phải là đi phà Cát Lái. Xin đi quẹo lại để chúng ta sẽ thăm cái chợ. Tất nhiên chợ này thì giờ này nó vắng rồi anh chị, không còn buôn bán, nhưng mà mình đi nhìn thì mình cũng sẽ hiểu một phần nào về cái chợ. Đi đâu cũng vậy, biết là nó vắng nhưng mà mình sẽ ghé thăm cái chợ coi như thế nào. Thì đối với khu vực này thì Sunny thấy những có Bách Hóa Xanh, những cái cửa hàng tiện lợi thôi. Còn cái vấn đề mà trung tâm thương mại thì không có, hoàn toàn không có rồi. Bách Hóa Xanh, Winmart chỉ có những cái cửa hàng tiện lợi thôi. Đất đai ở đây thì bao la anh chị, ai cũng nói là về đây khu này nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế kia, đó là những cái gì đó trong tương lai anh chị ha, tương lai xa xa lắm. Đây là những cái khu nhà phố phân lô bán nền để người ta mua ở, và gần đây thì cũng có trường học, rồi những cái cơ quan hành chánh ở thành Mỹ Lợi. Tối nay tối mà về đây thì chắc ở đây thôi, chứ mà bây giờ mà vô trung tâm cả vấn đề. Nội chạy con đường mà Đồng Văn Cống mà xe container nó cà rần mệt mỏi. Sunny đang chạy trên Nguyễn Quang Bực, và con đường này là Phạm Hy Lượng, tên một số vị lạ quá. Ở đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Mà cũng nể các anh đi giao hàng, hàng ngày đi giao hàng khắp nơi anh chị. Mình quẹo vòng vòng những con đường này anh chị ha, để coi cái khu dân cư thành Mỹ Lợi như thế nào. Rồi mình tìm cái ngôi chợ, chợ thành Mỹ Lợi. Ở đây có trường mẫu giáo nữa. Một điều rất đặc biệt, những cái khu vực đất trống này thì có một số những cái cây nè, những cái cột điện là người ta treo lên bán. Đất đai là bao la mênh mông luôn. Ở đây thì nói là thành phố Thủ Đức, nhưng mà thật sự là nó là một cái vùng ven Sài Gòn. Và như trước kia, trước là cái chợ rồi anh chị, đó cái chợ thành Mỹ Lợi. Thì nhìn cái chợ thì anh chị cũng hiểu được một cái phần nào về cái chợ.
chợ thì không có một tín hiệu buôn bán gì anh chị, nó giống như một cái nhà kho vậy thôi. À, cái chợ này. Không có một tín hiệu buôn bán, nền gạch thì rất là sạch. Chợ ở đây sao? Bà con đâu hết rồi? Lối vào dụ xe, những cái nhà thuốc trở thành đi lợi của bà con ở khu vực này đó. Giờ còn chúc mừng năm mới nè. Quanh quanh vậy à. Bà nhìn con đường. Và ở đây là chỉ có một mình xin đi đi thôi anh chị. Một cái chợ mà coi như là vắng vẻ, hoàn toàn vắng vẻ. Ví dụ như ở đây mình nói ok chợ tự phát thì nó sẽ nằm quanh quanh ở đây. À, ở ngoài con đường này nè. Nhưng mà hoàn toàn không có anh chị. Đó, chợ xây lên để người ta buôn bán, kinh doanh buôn bán phục vụ cho khu dân cư này, bây giờ thì không có, hoàn toàn không có luôn. Vắng ơi là vắng. Ví dụ như trước đây người ta nói ok trước đây dòng chợ không bán được, nhưng trước đây người ta cũng làm có một tạp hóa để bán, nhưng mà hoàn toàn không có gì. Vắng vẻ luôn á. Cho anh chị nhìn lại chợ Thành Mỹ Lợi anh chị ha. Chợ Thành Mỹ Lợi đó. Đây là một khu dân cư mới nên nó chỉ là những con đường số thôi nha anh chị ha. À, và trước kia thì ở đây là một cái cánh đồng, à, người ta trồng lúa. À, bây giờ vẫn còn trồng lúa anh chị. À, và hai bên đường người ta phơi dạng như cái thuốc, người thuốc bắc anh chị. Cỏ nè, ba cái vỏ quýt, quýt nè, vỏ cam.
cái mảnh đất người ta bắt đầu rào lại, mua người ta rào lại. Ở đây có một ngôi chùa lớn quá, chùa Hội Đức. Đất đai thì bây giờ là đó, rào lại. Con đường chỉ có một mình xin đi đi. Tương lai thì Sài Gòn nó thêm ngoài cái thành phố Thủ Đức thì nó thêm thêm 5 thành phố nữa anh chị. Thành phố Cần Giờ, thành phố Nhà Bè, thành phố Bình Chánh, rồi Hóc Môn, Củ Chi. Rồi, đây là một cái phần nào đó để chia sẻ với anh chị khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, để anh chị biết thêm về cuộc sống Sài Gòn, một cái vùng đất mới được ví như là đảo Kim Cương, Diamond Island, của quận 2, thành phố Thủ Đức. Và Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye.